Hi, xin chào tất cả anh em nha. Nay rất mừng anh em đã đến với máy cày Vinh Quang. Nay máy cày Vinh Quang giao chiếc Isuki 505 anh em nha. 505. Cái 505 này về xã Bờ E, huyện Phong Long anh em nha, của con Tum này, của tỉnh Con Tum này. Chiếc này về phục vụ kéo theo chủ là mà kéo mì với lại kéo keo anh em nha, kéo mì và chở keo lên. Cái này nguyên bản của nó dùng máy lạnh anh em nha, nhưng mà giờ máy lạnh, hệ thống máy lạnh được chuyển sang để lắp hơi rồi này, lắp hơi rất là tốt. Này có gắn thêm tời cho khách nữa anh em nha, đây tời đây. Xe khá là đẹp, cơ nổ rất là êm nha. Giờ đang test lại số cho khách anh em nha, đang chạy test lại số. Này dùng tời số anh em nha, tời số hộp số. Máy đổ rất là êm. Quay qua sơ rồi móc của nó anh em nha, rồi móc rồi. Móc dùng số trồng phen. Đường này thì nó dài 1m8, 2m8 anh em nha. 1m8 nó chạy rồi. Cầu 3,5 tấn đó. Máy nổ rất là êm. Dòng 505 thì nó sẽ có 3 số phay anh em nha. Isuki 505 thì nó sẽ có 3 số phay. Từ 5.000 trở lên là Isuki nó sẽ là 3 số phay. Máy ở đó này nè. Chiếc này thì về mình cũng chưa kịp phay cho anh em ha. Thì tắt khỏi thì mình cũng bán luôn. Đi về Bờ E Công Long anh em. Xe rất là đẹp. Chào anh em nha, anh em nào có nhu cầu về những cái xe như thế này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Đó, mong anh em cho một like đăng ký nha. Chào anh em nha.